ở trên là nhà nè. Nó giống như ngày xưa à. Chúng ta cùng nhìn lại tiệm bánh Như Lan nha, bán quá trời bán luôn. Đi cặp bên hông cái ngân hàng ở trên đường Hải Triều. Ở đây thì cũng có mấy quán phở cũng rất là nổi tiếng. Video của em cũng đã dài rồi, thôi em xin tạm dừng cái video tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Em xin chào các anh chị và các bạn, chúc các anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là chợ Bến Thành. Trước mặt chúng ta là chợ Bến Thành nè. Sài Gòn hôm nay rất là mát mẻ, không có mưa mà cũng ít nắng nữa. Hôm nay thì tối nay thì nhân tiện đi dạo phố một vòng thì em dẫn các anh chị và các bạn đi lang thang với em trên con đường Hàm Nghi nha. Ở đây là giao lộ Hàm Nghi và bên kia là Phó Đức Chính. Như ta nhìn xa xa đó chính là nhà của chú Quả. Chú Quả năm xưa nè, Hứa Bổng Hòa đó, một đại gia khét tiếng ở Sài Gòn. Rồi sau lưng của chúng ta đó là cái công ty vận tải đường sắt. Cái tòa nhà này rất là đẹp nè, rất là cổ kính luôn. Rồi hành trình chúng ta sẽ bắt đầu đi trên đường Hàm Nghi và lang thang đi đến cái bến Bạch Đằng để cùng chúng ta cùng ngắm lại cái hình ảnh Sài Gòn xưa. Ở đây có cái trạm xe buýt. Tòa nhà này rất là đẹp và cổ nè. Chúng ta thấy những hình ảnh một người mẹ và một cái em bé ngủ ở ở vỉa hè, nhìn thấy rất là xót xa nhưng mà biết làm sao. Ngày xưa thì theo các cô chú anh chị chia sẻ thì khu vực này ở phía sau cái trường kỹ thuật Cao Thắng thì có cái chợ chợ chó mèo. Hôm nay nhưng mà bây giờ thì chúng ta không thấy cái chợ đó nữa ha. Chợ nó đã dẹp từ rất là lâu rồi. Ở đây có ngân hàng Vietcombank. Ở bên đây chúng ta thấy đó là cái trạm xe buýt nè, trạm xe buýt đường Hàm Nghi. Có đường Hàm Nghi bây giờ không giống như ngày xưa. Bây giờ rất là rộng, rất là lớn mà rất là vắng, tự vì con đường này có rất là nhiều ngân hàng, văn phòng, giao dịch, bất động sản, chứ không có nhiều cửa hàng như là các con đường khác, nên mình thấy rất là vắng vẻ, thích hợp cho các anh chị và các bạn tản bộ, đi tập thể dục vào mỗi chiều, mỗi tối.
đường này có những cái hàng cây rất là mát, nên con đường này thích hợp để mình đi đi bộ tập thể dục nè. Phải nói là con đường này rất là thoải mái. Chúng ta đang ở đây là giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Hàm Nghi. Phía bên kia là trường Cao Thắng. Trường Cao Thắng thì có từ, theo em tìm hiểu thì có từ thời xưa, cái tên rất là xưa luôn. Theo thẳng hướng này thì chúng ta sẽ đi đến cái chợ chợ cầu móng năm xưa, và bây giờ ở đó còn chỉ còn lại cây cầu móng thôi. Cây cầu móng thì hôm bữa em có đi lại đó quay phim cho bà con của bác mình xem rồi đó. Cây cầu nối từ quận nhất qua quận tư, rất là đẹp và lãng mạn ha. Rồi bây giờ chúng ta qua đường nha. Buổi tối thì chỉ có các bác xe ôm chạy xe và các chú lao công ngồi đây nghỉ mệt chờ xe tới. Chúng ta đang đi phía sau trường Cao Thắng. Một lần nữa em dẫn các cô chú anh chị mình đi một vòng phía sau trường nha, để gợi đến hình ảnh của ngày xưa. Chúng ta hay còn hay lang thang ở cái cung đường này, mà giờ đây thì chúng ta chỉ còn ngó lại những cái hình ảnh này thôi. Tiện mình đi du lịch qua màn ảnh nhỏ đó. Con đường này bây giờ rất là lớn, có 4 làn xe luôn, 4 làn lớn. Rồi chúng ta nhìn thấy bên kia, xa xa bên kia. Ở ngay góc giao lộ Pasteur với lại Hàm Nghi này có cái quán cà phê, cũng rất là đông các bạn trẻ nữa. Đến góc Pasteur nè, giao lộ Pasteur. Đó, cà phê Catinat. Ngay đây có cái dãy phố rất là đẹp, dãy phố cổ nè. Có rất là nhiều hàng quán cà phê, bar. Bên tay trái chúng ta đó là trường trường Cao Thắng. Rồi chúng ta nhìn lại ngôi trường này nha. Xây rất là cao. Rồi chúng ta đi tiếp tục nha. Thường mấy cái nhà phố này nè, mấy cái dãy phố này có một cái con hẻm, và ở trên cái hẻm đó là cái căn nhà. Như ở đây có hẻm 110 nè. Hẻm này bán cơm tấm rất là đông. Trời ơi, vậy tao bo bo xì mày.
trên là nhà nè. Theo mấy người mua nhà mà theo phong thủy thì mấy nhà mà trong hẻm như vậy rất là khó bán. Tại vì khi mà vô nhà người ta đã chui qua chui lại vậy đó, người ta cảm thấy không có hợp phong thủy. Nhưng mà nếu chúng ta nhưng mà không vì thế mà những căn nhà đó mất giá ha. Thường là những cái căn nhà trong những cái con hẻm đó đó rất là có giá, từ vì hẻm hẻm cùng, đa số là hẻm cùng, rồi nhà rộng nữa, nên nhà nó cũng không vì cái phong thủy đó mà mất giá, do họ quan niệm vậy thôi. Chứ có tiền mua trong đó là rất là tuyệt vời rồi. Chúng ta đang ở góc đường Hàm Nghi và Tôn Thất Đạm. Để hôm nào em sẽ đi vô con hẻm 107 và 109 nè, 107 ở đường Tôn Thất Đạm này để gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Bên kia chúng ta thấy có cái tòa nhà Việt Tinh Băng. Mình nhìn cái chợ cũ về đêm nha. Ngày xưa thì có bán rất là nhiều cái hàng quán bánh mì vịt quay, heo quay ở đây. Nhưng mà bây giờ thì không còn nữa ha. Ngay đây là nhà hàng Động Phát. Và bây giờ hình như là cái chung cư rồi đó. Nếu các anh chị và các bạn xa Sài Gòn nhiều năm thì chắc có lẽ không nhận ra. Rồi đây có anh sửa xe. Ta thấy tiệm bánh giống như tiệm tạp hóa vậy. Rồi qua đây là cái tiệm bánh lớn nhất ở Sài Gòn này, tiệm bánh Như Lan. Buổi tối khu này khách du lịch đi rất là nhiều ha, nên mình cảm thấy nó an toàn, không có nguy hiểm tí nào, nên nếu mà có dịp về thì chúng ta thoải mái đi ha, không có ngần ngại ban đêm hay là ban ngày ở khu vực này hết, tại vì ở đây cũng an ninh rất là chặt chẽ. Nó giống như ngày xưa. Chúng ta cùng nhìn lại tiệm bánh Như Lan nha, bán quá trời bán luôn, quá trời bánh, rồi bánh mì, rồi chả lụa, rồi bánh bao. Qua đây nữa nè. Buổi sáng thì bên trong có hủ tiếu, bánh canh, phở, miến, cháo, rất là nhiều luôn. Đi giá một vòng luôn á. Nó là nhà này, cái miếng đất này rất là có giá trị. Đó là đất kim cương luôn chứ không phải đất vàng. Chúng ta nhìn qua cái tòa nhà ngân hàng ngày xưa nè. Tòa nhà này chú Nelly rất là rành nè. Mình đi vô đường Hải Triều nha. Vô đường Hải Triều. Tòa nhà ngân hàng BIDV. Ngày xưa cũng là ngân hàng đó, nhưng mà không phải tên BIDV.
tự nhiên cái quên tên ngày xưa. Có gì nhờ cô chú anh chị mình comment nha. Đây, ở đây buổi tối các bạn trẻ tập trung rất là đông ở dưới cái tòa nhà 68 tầng nè. Người thì mua vé để lên tầng 53, người thì lên tầng 45, 41 uống cà phê. Đó, và nhìn lên rất là sáng sủa luôn. Ta đi cặp bên hông cái ngân hàng. Ở trên đường Hải Triều ở đây thì cũng có mấy quán phở cũng rất là nổi tiếng. Ở kia mình có review quán phở Phở Hà, các anh chị các bạn xem rồi đó, không biết có thể xem lại ha. Gõ Phở Hà Vinh Lâm TV là ra. Chủ nhật cuối tuần thì ở đây rất là đông nè. Chúng ta thấy bên trong rất là đông. Đây mình thấy có con hẻm. Nhà hẻm này là hẻm Cùng mà. Kế bên thì có nhiều cái món Hà Nội lắm. Phở Hải Triều ha, rồi Phở Hà Như Đời là đằng kia. Ra đây là cái quán tên khác. Rồi sắp tới thì có nhà hàng Nhật. Ở đây thì có cái bãi xe. Đây có cái bãi xe nè. Đây các bạn trẻ đi phố đi bộ nè. Chúng ta nhìn bên đây có những cái quán ăn nè, có Phở Hà nè. Mình lang thang tí nữa đi ra cái bến Bạch Đằng để xem cái buổi tối bến Bạch Đằng như thế nào ha. Phở Hà buổi tối cũng rất là đông ha. Tôi ra đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ nè. Cặp bến Bạch Đằng này thì có rất là nhiều bạn trẻ và các gia đình tụ họp ở đây nè. Vì thấy rất là đông luôn. Wow, trời đông. Ngay đây có cái vạch qua đường nè. Nhưng mà xe chạy cũng rất là tấp nập. Hình như cái vạch đó cũng và nó cũng không cho qua đường nữa tại vì chỗ này rất là tấp nập. Họ đã dời qua bên đây rồi. Đó. Xe đông ghê chưa? Và quà ké nha. Dưới đây là dốc cầu Khánh Hội từ quận 4 đi qua.
Rồi chúng ta đi qua đường nha. Ở đây họ không có nhường cho mình. Mình canh vắng vắng rồi mình qua thôi. Mình ngắm con tàu Elisa siêu tàu. Có dịp thì các anh chị và các bạn đi về Sài Gòn thưởng thức không gian lãng mạn ở trên con tàu này. Chào mừng tàu nhà hàng Elisa về hoạt động tại bến Bạch Đằng quận 1 vào dịp cuối tuần. Con tàu này có 1, 2, 3 tầng. Rất là đẹp luôn. Hôm nay cuối tuần thì nhưng mà chúng ta thấy cũng hơi vắng ha. Không có đông cho lắm. Rồi mình đi lang thang đây tí. Để mình xem bến Bạch Đằng về đêm ha. Ngoài nhà hàng đó thì buổi tối ở đây cũng có nhiều quán cà phê lắm nè, như My Light Coffee nè, rồi đằng kia nữa. Người ta nhìn ra sông Sài Gòn. Hồi xưa cặp sông Sài Gòn này trên bến Bạch Đằng này thì có rất nhiều các bạn trẻ ra đây thổ lộ tình yêu của mình, nhưng mà bây giờ thì ít rồi ha, không còn như ngày xưa. Bây giờ thì đã sáng sủa hơn rồi, chỉ có gia đình bạn bè tụ họp ngồi cà phê tán dóc. Rồi chúng ta sẽ dừng lại ngay cái My Light Coffee, và chúng ta nhìn qua bên kia là cái khách sạn 5 sao Majestic, đầu đường Đồng Khởi, đầu đường tự do ngày xưa nữa. Đó là Sài Gòn Sensation. Đây là con tàu nhà hàng đó. Chúng ta nhìn qua đây là khách sạn 5 sao. Nãy giờ video của em cũng đã dài rồi. Thôi em xin tạm dừng cái video tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Chúc các anh chị và các bạn ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc.